viên đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội Sinh viên Toàn quốc lần thứ 11 để tạo ra những tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng, có tính nghệ thuật cao, có sức lay động, lan tỏa, có nội dung sâu sắc, ca ngợi truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, đóng góp của Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Và ban tổ chức đã nhận được 63 ca khúc của 50 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Đây sẽ là những sáng tác mới có tính thời sự và gắn liền với nội dung công tác hội và phong trào sinh viên giai đoạn hiện nay. Và ban tổ chức cũng đã thành lập hội đồng nghệ thuật để đánh giá, để trao một giải nhất và 4 giải A cho các tác phẩm sau. Đầu tiên, chúng tôi sẽ được giới thiệu và chúc mừng ca khúc đã đạt được giải nhất, đó chính là Khát vọng sinh viên Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Mai Trâm. Các ca khúc đạt được giải A tiếp sau đó chính là ca khúc Sinh viên Việt Nam viết tiếp trang sử vàng, sáng tác nhạc sĩ Hồ Công Thành. Ca khúc Sinh viên Việt Nam tự hào tiếp bước, sáng tác Quang Thanh Giang. Ca khúc Những dấu chân sinh viên, sáng tác Bình Phương. Ca khúc Tự hào sinh viên Việt Nam, sáng tác Lê Thống Nhất. Chúng ta có thể cùng nhau dành những tràng pháo tay để gửi đến các tác giả được không ạ? Ngay bây giờ đây, chắc là chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa đón chào sự quay trở lại sân khấu của các ca sĩ cùng cái band nhạc để cùng thể hiện ba trong số 4 ca khúc đã nhận được các giải thưởng của cuộc vận động sáng tác các ca khúc cho đại hội lần thứ 11 của chúng ta. Và ngay bây giờ thì cũng lại một lần nữa, nhà trường cũng xin mời toàn thể các bạn sinh viên, chúng ta hãy cùng nhau một lần dành những tràng pháo tay cho các bạn ca sĩ của chúng ta được không ạ? Vâng ạ, khí thế của sinh viên Việt Nam phải là như vậy, sẽ luôn nhiệt tình, luôn chào đón, luôn cởi mở, dành những tình cảm thật tốt đẹp của mình cho tất cả những phần biểu diễn đang có mặt ngay lúc này đây. Ban nhạc đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Các ca sĩ của chúng tôi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Vâng ạ. Sẽ có những vấn đề xảy ra, không bao giờ cuộc sống của chúng ta nó luôn trơn tru tốt đẹp cả. Nhưng mà có một cái hay á, là tuổi trẻ của chúng ta nè, sinh viên của chúng ta nè, sẽ có rất nhiều thời gian để sửa chữa, để khắc phục, để học hỏi, trau dồi và làm được những điều tốt đẹp hơn, khắc phục được những khó khăn ở hiện tại. Rớt chút xíu đạo cụ chả là cái gì với chúng ta cả, đúng không ạ? Một tràng pháo tay dành cho các ca sĩ của chúng ta đi nào. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn các ca khúc hướng tới đại hội lần thứ 11. Xin mời. Cho mình thấy cánh tay của bạn sinh viên được không ạ? Bùng hoa vang khúc ca có chúng tôi lực lượng sinh viên, tự hào ta tiếp bước gương tranh một thời hùng anh. Bước bước cho chúng ta, cứ thấy ta chẳng thay, bao nhiêu thứ trong tim chúng ta vẫn luôn sục sôi. Chặng đường ta đã qua những bước chân tình nguyện sinh viên, đặng sáng soi chỉ lối luôn trong tim lời dạy của ba. Đi bằng sức trẻ sinh viên hôm nay, sinh viên Việt Nam khát vọng dựng xây nước non, viết tiếp trang sử bay quân cờ ngọn đỏ quang vinh, đi lên không hiên qua vì một Việt Nam sáng tươi, tiến công và linh chỉ tuổi thanh niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam khát vọng dựng xây nước non. Các bạn đâu rồi ạ? Vỗ tay lên. Vỗ tay theo ca khúc này được không
Tổ quốc nắm tay về đây. Vang lên trong đầu ta tự hào khúc hát sinh viên Việt Nam. Nghe trong tim yêu thương là bao năm tháng thanh xuân tràn dâng. Trên đường tôi đi một Việt Nam mãi mãi hùng cường, vì một tình yêu quê hương đất nước, vì một ngày mai vững bước vào đời mà con tim ta hòa chung khát khao. Chúng ta tin về điều ngọc trai, vì tin trong ta biết bao mơ ước, cùng nhau đứng lên dựng xây quê chân thanh niên tình nguyện. Thanh xuân hôm nay sinh viên Việt Nam sẵn sàng. Hey, một Việt Nam mãi mãi hùng cường. Hey, hey, vì một tình yêu quê hương đất nước, vì một ngày mai vững bước vào đời và con tim tôi hòa chung khát khao. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các ca sĩ và ban nhạc đã mang đến cho chúng ta không khí quá sôi động trong hội trường ngày hôm nay, phải không ạ? Các bạn sinh viên thấy thế nào? Cảm ơn các bạn, và chúng ta đã vừa đến với phần mashup các ca khúc sinh viên Việt Nam tự hào tiếp bước, sáng tác nhạc sĩ Quang Thanh Giang, ca khúc tự hào sinh viên Việt Nam sáng tác Lê Thống Nhất, và ca khúc những dấu chân sinh viên sáng tác Bình Phương.